Thưa quý vị, thống kê của Bộ Y tế, quý 1 năm 2024, cả nước xảy ra 16 vụ ngộ độc thực phẩm, làm hơn 600 người bị ngộ độc, trong đó có 3 người tử vong. Vấn đề này luôn diễn biến phức tạp, nhất là vào mùa hè. Đây là bữa ăn trưa của các cháu lớp mầm non nhóm 3 đến 5 tuổi tại trường mầm non xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Suất ăn có trị giá 10.000 đồng. Lãnh đạo nhà trường cho biết suất ăn đã được thống nhất từ phòng giáo dục đào tạo thành phố trên cơ sở bàn bạc giữa phụ huynh học sinh và nhà trường. Thức ăn sau chế biến được đưa từ nhà bếp lên cho 14 lớp với 400 cháu ăn khi còn nóng. Nhà trường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu hợp đồng thực phẩm, chế biến thực phẩm, chia thực phẩm và trong quá trình cho các con ăn. Thế đối với các nhân viên nấu ăn thì nhà trường đầu năm thì có kiểm tra sức khỏe, thế rồi hàng ngày kiểm tra cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Các khâu từ khi phân loại, chế biến đến vệ sinh đều được nhân viên phụ trách bếp thực hiện bài bản, nguyên liệu thực phẩm được ghi chép rõ từng ngày và nơi cung cấp. Khác với bậc học mầm non, các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hưng Yên có học sinh bán trú đa phần đang sử dụng suất ăn từ doanh nghiệp chuyên cung cấp suất ăn văn phòng và học sinh trên địa bàn. Các trường có lượng học sinh đăng ký ăn bán trú đông như trường tiểu học phường Hiến Nam, An Tảo và Lê Lợi. Em thường xuyên ăn ở đây ạ. Hôm nào em cũng ăn. Món ăn ở đây có 5 món ạ. Ở ăn ở đây rất đầy đủ và con thường ăn hết suất khẩu phần của mình ạ. 4 điều kiện chính nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của doanh nghiệp chế biến thực phẩm là hồ sơ hành chính pháp lý, điều kiện an toàn thực phẩm, điều kiện trang bị dụng cụ và nguyên liệu, phụ gia thực phẩm và nguồn nước. Từ nhập nguyên liệu thực phẩm thì phải có nguồn gốc xuất xứ đầy đủ, ký kết với cả các cái đơn vị có giấy đăng ký kinh doanh, rồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm. Hưng Yên hiện có 500 cơ sở chế biến thực phẩm, trong đó có gần 300 bếp ăn tập thể, trong đó có trên 200 bếp ăn tại các trường mầm non. Năm 2023, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên đã kiểm tra hàng trăm đơn vị, trong đó phát hiện xử phạt vi phạm hành chính 7 đơn vị với số tiền trên 200 triệu đồng. Nếu như có xảy ra ngộ độc thực phẩm thì thường sẽ ngộ độc thực phẩm tập thể. Cơ quan quản lý trực tiếp về các bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh có khuyến cáo các chủ doanh nghiệp và chủ các cơ sở tổ chức bếp ăn tập thể cần phải lưu ý điều kiện sau. Thứ nhất là về các điều kiện về trang thiết bị dụng cụ, là điều kiện về con người. Thứ ba, phải quản lý chặt chẽ về cái nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, và đặc biệt là thực phẩm tươi sống và nguồn nước để sử dụng trong cái chế biến thực phẩm. Tuân thủ các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các chủ thể chế biến và sản xuất thực phẩm nói chung trên địa bàn thành phố nói riêng cần được thực hiện nghiêm túc và chú trọng, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và đảm bảo làm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.